chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Mình xin chúc cả nhà ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay mình xin giới thiệu đến cả nhà một món ăn chay hấp dẫn nữa, đó là bắp non chiên nước mắm. Và đây là những trái bắp non mà mình vừa chiên xong nè. Bắp non chiên nước mắm thì có độ giòn rất là giòn, vị thì cay cay mặn mặn, hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Và món này thì dùng để ăn cơm hoặc là ăn chơi cũng đều rất là ngon. Cách thực hiện thì rất là dễ rồi, chỉ cần có bắp non nè, một ít nước mắm chay thì các bạn đã làm thành món bắp non chiên nước mắm hấp dẫn như thế này rồi. Và bạn nào thích cái món bắp non chiên nước mắm thì hãy cùng vào bếp và cùng thực hiện với mình nha. Và đây là những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị nè. Ở đây mình có là 300g bắp non. Phần bắp non này mình mua cái loại trái vừa bằng ngón tay thôi nha các bạn, đừng mua bự quá. Mình đã rửa sạch và lặt bỏ mấy cái rau rồi, một ít xà lách để một hồi mình trang trí. Và không thể thiếu đó là nước mắm chay. Mình sử dụng đây là 2 muỗng canh nước mắm chay, và nước mắm chay này là mình tự nấu đó các bạn. Và tiếp theo mình có một ít hành băm, tỏi băm và ớt băm. Gia vị thì mình sẽ sử dụng là 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay và một chút xíu bột ngọt. Không thể thiếu đó là bột chiên giòn rồi. Đây là bột chiên giòn chay mặn đều dùng được nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi pha cái phần bột này nha. Mình sử dụng một cái tô, sau đó mình sẽ cắt bột và cho bột vào tô. Đây là cái bịch bột giòn 150g, mình chỉ sử dụng nửa bịch này thôi. Lượng nước mình sử dụng để pha bột là bằng gấp đôi lượng bột nha cả nhà. Và 75g bột thì mình sử dụng là 150ml nước. Bây giờ mình sẽ cho nước vào bột và mình khuấy đều. Mình sẽ cho bột ngọt vào trong bột và khuấy đều. Bột ngọt này nó sẽ giúp cho bột của chúng ta sau khi chiên nó sẽ giòn hơn. Phần bột của mình đã được rồi đó. Bây giờ mình bắt đầu đi chiên bắp non nha. Và để chiên bắp thì mình bắt một cái chảo dầu lên bếp. Đợi chảo dầu âm ấm, mình sẽ cho bắp non vào trong bột. Sau đó mình để vào chảo dầu và các bạn chiên khi nào mà thấy bắp non của mình nó vàng giòn là được. Và chiên ở lửa nhỏ nha các bạn, để bắp non không bị cháy khét.
Bắp chiên đã vàng giòn rồi nè các bạn. Nhìn rất là ngon luôn. Bắp như thế này nè, các bạn không chiên nước mắm thì các bạn chiên xong như thế này, các bạn chấm cùng tương ớt ăn cũng rất là ngon. Đây là đĩa bắp non mà mình vừa chiên xong, màu rất là vàng ươm luôn, giòn lắm đó cả nhà ơi. Bây giờ mình bắt đầu đi chiên nước mắm nha. Để chiên nước mắm thì mình sử dụng cái chảo hồi nãy nè, cho hành, tỏi và ớt vào phi thơm. Tỏi, ớt và hành đã vàng thơm rồi, bây giờ mình sẽ cho nước mắm chay vào nha. Sau đó mình sẽ cho tiếp gia vị vào, gia vị hồi nãy mình đã chuẩn bị đó, để cho cái phần nước mắm mình nó thêm đậm đà hơn. Đây là nước mắm chay mình nấu đó cả nhà, mùi rất là thơm và màu cũng rất là đẹp luôn. Công thức thì rất là đơn giản, bạn nào chưa xem video nấu nước mắm chay thì hãy vào xem nha. Bây giờ mình đợi đến khi cho nước mắm mình nó thật là sệt lại thì mình mới cho bắp non vào. Nước mắm bây giờ rất là sệt rồi nè cả nhà, và mùi thơm cũng rất là thơm. Bây giờ mình sẽ cho bắp non vào nha. Các bạn đảo đều đến khi nào bắp non thấm hết nước mắm là được. Đã được rồi đó cả nhà ơi, bây giờ mình tắt bếp và cho bắp non mình ra đĩa nha. Bắp non sau khi chiên xong rất là giòn, cùng với mùi thơm và vị mặn mặn của nước mắm, hòa vào vị cay cay nữa, rất là hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Cần một chút xíu thời gian bỏ ra thôi là cả nhà đã có món bắp non chiên nước mắm ngon lành như thế này rồi. Và làm cũng rất là dễ phải không cả nhà. Và bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây thôi nha. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của mình nhé. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Và các bạn xem video nếu thấy hay thì hãy bấm like, đăng ký kênh hoặc là chia sẻ video giúp đỡ mình với nha. Mình cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.